Xin tất cả anh em đã đến với Tú Thanh Vlog. Thì như đã hứa với anh em ở trong rất nhiều các cái video trước và trễ hẹn cũng rất là nhiều rồi. Thì hôm nay mình mới có cái cơ hội được cầm trên tay một siêu phẩm đến từ Fuji. Đó là chiếc Fuji XT4 đang rất là đình đám trong cái giới anh em làm video hiện nay. Đây, XT4 nha anh em. Thì mình có gửi lời chân thành cảm ơn đến techsport.vn và đặc biệt là anh Chu Bình đã hỗ trợ mình có thể có được chiếc XT4 để review cho anh em ngày hôm nay. Thì nếu anh em có nhu cầu mua chiếc XT4 này thì anh em có thể qua techsport.vn ở số 5 Vọng Đức để anh em có thể mua chiếc máy này và đọc 3 Tú Thanh thì anh em sẽ có một cái giá rất là ưu đãi để có sở hữu chiếc XT4 này luôn so với giá trên website anh em đang thấy ở đây. Thì cái video này thì mình đã có một cái video đánh giá chiếc XT4 này cho anh em rồi. Đấy, thì cái video này là mình mong muốn là làm sao để hướng dẫn cho những anh em nào đang và có ý định chuyển đổi từ cái dòng máy khác sang chiếc Fuji XT4 này, hoặc là vừa mới chưa biết gì cả, chúng ta tay mơ, chúng ta quyết định mua nó để anh em có thể làm quen và sử dụng nó một cách dễ dàng hơn. Thì để gọi là giống như một cái hướng dẫn ý, để anh em có thể sử dụng nó thuận lợi. Thì chiếc XT4 mình đang có ở trên tay đây là phiên bản XT4 màu đen. Thì anh em sẽ có một cái phiên bản XT4 màu bạc nữa. Và mình lắp ở trên đây là ống kính 16-80. Đây là một ống kính F4 rất là đa tiêu cự và tốt để dành cho những ai mới khởi đầu với máy Fuji. Thì thực sự là ở cái cảm quan đầu tiên khi mà những ai lần đầu mà tiếp xúc với chiếc Fuji XT4 này thì có lẽ là mọi người sẽ cảm thấy nó hơi choáng một chút về cái giao diện sử dụng của nó ở phía bên ngoài. Thực sự là cái chiếc XT4 này nó được thiết kế theo cái trường phái là dành cho kiểu hoài cổ ấy. Nên là những ai mà tay mơ, những người mà chưa từng sử dụng máy ảnh bao giờ mà mua chiếc XT4 này, mình tin rằng là các bạn sẽ gặp rất là nhiều vấn đề trong việc làm quen với nó. Thì mình sẽ đi từ bên ngoài xong rồi vào đến các cái giao diện setup cho anh em. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái nút bấm ở đây. Chúng ta sẽ có một nút cò ở đây. Đây là cái nút đầu tiên anh em sẽ làm quen, đó là cái nút để chúng ta bấm và khởi động máy. Thì anh em chỉ việc gạt thôi. Đây, đấy, anh em gạt một cái, anh em đóng một cái thì nó sẽ tương ứng với nút on và nút off ở trên thân máy. Thì ở đây, ở ngay phía trước, ở phía trên, chúng ta sẽ có một cái báng tay cầm ở đây và một cái con lăn. Thì con lăn này anh em là con lăn tùy chỉnh, thì nó tùy vào những cái chế độ khác nhau ấy, thì nó sẽ có cho anh em những cái tính năng khác nhau. Đấy, như là chỉnh khẩu, chỉnh tốc, vân vân, rất là nhiều cái tùy vào setup của anh em ở đây. Ở đâu chúng ta sẽ có một cái gạt ở dưới đây nữa. Đây anh em sẽ thấy chúng ta có một cái gạt. Đây cái gạt rất là nhỏ đây. Đây chúng ta có một cái gạt. Thì cái gạt này nó giống như là để chúng ta tinh chỉnh các cái chế độ lấy nét. Như là M là cái chế độ gọi là để chúng ta nét tay. Còn đâu chúng ta Continuous này và các cái chế độ nét khác. Thì chiếc XT4 này nó thiết kế ở ngoài luôn. Rất là tiện lợi cho anh em thay vì chúng ta có thể tinh chỉnh ở trong cái menu. Còn đâu chúng ta cũng có một cái nút ở đây. Đây cái nút để chúng ta tháo nắp len. Đây chẳng hạn, đây anh em có thể nhìn, đây nút đây, chúng ta có thể tháo nắp len. Đây chẳng hạn, đấy, vặn thôi, ấn xuống vặn. Đấy, thì anh em có thể tháo được cái chiếc ống kính của chúng ta ra thôi. Đấy, thì cái chiếc XT4 này của chúng ta là nó sử dụng cảm biến crop nhá. Đấy, máy crop thôi. Đấy, anh em lắp vào thì anh em chỉ cần căn cho mình cái chỉ đỏ thôi. Đây chúng ta có hai cái nút đỏ đây. Anh em chỉ việc để vào, anh em vặn vào một cái, thế là xong. Là chúng ta đã lắp được ống kính. Thì chúng ta sẽ có một cái nút nữa ở đây. Đây chúng ta sẽ có một cái nút rất to ở phía bên cạnh đây, cạnh nút nguồn. Đó là nút để bù trừ sáng. Thì thông thường bù trừ sáng chúng ta sẽ có từ 0 cho đến cộng 3 và 0 cho đến trừ 3, tức là để anh em bù trừ cái đo sáng ấy. Đấy. Còn đâu thì bên cạnh nữa chúng ta sẽ có một cái vòng khẩu, vòng rất là to đây, vòng to tròn đây. Thì trên cái vòng này chúng ta sẽ có để chỉnh cái gì? Thì trên vòng này nó chúng ta sẽ sử dụng nó để chỉnh tốc độ và một số các cái chế độ chụp ảnh, các thứ ở trên khu vực phía trên này, A này, B này, T này. Đấy. Và các cái tốc độ đây. Và cái tốc độ maximum ở trên cái bánh xe quay này là chúng ta sẽ có tốc độ là khoảng 8.000. Chúng ta có 8.000. Đây maximum đây là 8.000. Và chiếc Fuji này cũng được thiết kế cái nút bấm ở đây. Đấy. Anh em bấm lại thì nó sẽ khóa vào để nó tránh tình trạng là trong quá trình chúng ta chụp ấy nó sẽ bị xê dịch. Đấy, bấm khóa là xong. Đấy, mở ra là lại vặn. Ở phía dưới một chút, ở cái khe nhỏ nhỏ ở đây, anh em sẽ có một cái khe nhỏ nhỏ ở đây. Đây cái khe rất là nhỏ. Đấy, nhỏ dưới này này. Đấy thì cái khe nhỏ này là nó dùng để tinh chỉnh cái chế độ chụp. Và cái khe nhỏ tí đây, anh em nhìn khe rất bé đây. Đây bé tí tẹo teo đây này. Đấy thì là để tinh chỉnh chế độ chụp và quay, chuyển đổi giữa hai chế độ. Đấy chỉ cần gạt cần thôi là xong. Ở phía đây chúng ta có một nút view mode rất là nhỏ ở đây. Anh em sẽ thấy, đây có một cái view mode này, anh em nhìn cái nút rất là bé đây. Cái view mode bé tí này này. Đấy,
bé tí tẹo tẹo luôn, cái view model thì nó để tinh chỉnh những cái chế độ ở trong cái màn view này, ở trong cái máy ảnh. Thì anh em chỉ phải ấn vào đây và anh em sẽ tinh chỉnh nó. Phía bên tay trái đây thì chúng ta sẽ có một cái vòng xoay. Thì vòng xoay này là vòng xoay chỉnh ISO. Thì chúng ta sẽ có ISO maximum ở trên cái vòng xoay này là 12.800. Và nó cũng có một cái khóa như bình thường để chúng ta khóa chặt nó lại, không bị xê dịch các thứ. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có các cái một cái vòng xoay chỉnh rất là nhiều các cái chế độ khác nhau, như là chụp panorama này, xong ADV, rồi BKT các thứ rất là nhiều. Đây cái vòng xoay đây, anh em thấy có một cái cần gẩy này. Đấy, gẩy. Thì HDR rồi các loại đây, anh em thể nhìn rất là nhiều các cái chế độ ở đây. Đấy, rất là nhiều, đủ các chế độ anh em thể tinh chỉnh ở trong khu vực này. Đấy, thì những cái này thì nó rất là nhiều vô vàn thôi. Nên là mình sẽ chỉ giới thiệu qua cho anh em để anh em biết là nó sử dụng để làm việc gì ở trong các cái chế độ xoay này. Ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái các cái nút, bao gồm là chúng ta sẽ có cái nút thùng rác ở đây. Đây là nút thùng rác, thì mình sẽ bật lên máy lên cho anh em. Đấy, để cho màn hình hiện lên. Thì chúng ta có cái nút này, nút thùng rác, tức là nút để anh em xóa ảnh. Đấy, xóa ảnh ọt thì vào nút thùng rác này. Ngay bên cạnh nút thùng rác là chúng ta có một cái nút gọi nút preview. Đây, để chúng ta xem lại các ảnh ấy, các thứ vân vân đã chụp thì ở trong này. Đấy, anh em chỉ bấm thùng rác đây là anh em thể xóa nó đi, có thể chọn xóa từng ảnh hoặc xóa tất cả các ảnh. Đấy, tùy vào cái nhu cầu của anh em thì nó sẽ hỏi easy ok không thì xóa là xong. Đấy. Bên cạnh đây chúng ta nút AF on thì là cái chế độ để giữ nét rồi. Thì cái nút này nó rất là quen thuộc rồi nên mình không giới thiệu nhiều. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút để tinh chỉnh tốc độ. Đây. Đây cái vòng xoay này đây. Con lăn này là tinh chỉnh tốc độ. Thực ra là cái con lăn trước và con lăn sau này anh em đều có thể tùy chỉnh ở trong cái custom function button được. Đấy, tùy chỉnh nút. Đấy, anh em tùy chỉnh ở đây. Chúng ta có một nút Q. Thì cái chiếc Fuji XT4 có một cái hay là nó cho chúng ta một cái nút Q này. Thì ở trong cái nút Q này nó hiển thị tất cả những cái gì mà anh em có thể tùy chọn nhanh được ở trong khu vực ở đây. Em thấy và nó là màn hình cảm ứng. Đây, chiếc này nó có màn hình cảm ứng nên là anh em có thể tinh chỉnh rất tiện tất cả tham số như ISO rồi vân vân, đủ kiểu bằng cái nút Q này, tức là nút vào nhanh ấy. Đấy. Chúng ta cũng có một cái cần chuyển ở đây nữa. Đây chúng ta có một cái cần chuyển. Đây thì để mình chỉnh lại cái chế độ chụp ở đây đã. Rồi. Đấy, chúng ta có một cái cần chuyển. Thì cái cần joystick này của Fuji T4 này nó xinh xinh này thôi. Đấy, hơi xinh xinh một tí. Thì chúng ta sẽ chỉnh các cái điểm nét này. Đây lấy nét các thứ trên màn hình. Đấy, thì anh em có thể sử dụng cái cần này. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái nút display pack ở đây để hiển thị các cái chế độ hiển thị trên màn hình, cũng như là xem ảnh ọt các thứ vân vân, các chế độ tham số. Thì ấn nút display. Còn đây là nút menu. Đây chúng ta có nút menu ở đây. Đấy. Thì trong cái menu này chúng ta sẽ sử dụng nó để tinh chỉnh các cái chế độ khác nhau, như là tinh chỉnh ảnh này, tinh chỉnh các thứ. Thì cái Fuji nó họ thiết kế cho chúng ta có khoảng, nếu ở chế độ chụp ảnh, chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 5 cái tùy chỉnh ở cái menu. Thì anh em mới sử dụng ý, thì anh em chỉ quan tâm đến một số các cái tùy chỉnh chính thôi. Bởi vì thực sự nó có rất nhiều cái. Thì cái đầu tiên anh em cần quan tâm nó là cái chế độ IQ. Tức là đây là chỉnh cái image size này, chẳng hạn image size đây. Anh em sẽ có chuẩn ảnh đầu tiên là 16:9 này, 3:2 này. Thì ở cái chế độ L ấy, tức là chế độ ảnh có kích thước to nhất, thì anh em sẽ có cái kích thước ảnh là 6240 x 3512, tức là tương với ảnh 22MP. Còn đâu chúng ta có những cái chế độ ảnh chụp bé hơn như là ảnh M là 4000 này, ảnh size S là chỉ 3000 thôi. Thì tùy vào cái nhu cầu mà anh em thể tùy chỉnh cái chế độ ảnh mà anh em mong muốn. Đây thì mình sẽ chọn chế độ L. Đây 16:9. Ở đây chúng ta có tính năng image file quality. Thì ở đây thông thường tốt nhất là chế độ file, tức là tốt nhất. Còn không anh em có thể chọn file cộng RAW này, hoặc là normal cộng RAW, hoặc là RAW 0. Đấy, RAW tức là cái chế độ ảnh mà chụp giữ nguyên chất lượng cao nhất để về chúng ta tự hiệu chỉnh. Thì thông thường mình hay để chụp JPEG thôi. Mình rất thích chụp JPEG trên máy Fuji nên là mình để chế độ ảnh JPEG tốt nhất. Ở đây chúng ta có một tùy chọn RAW recording. Thì chúng ta sẽ có tùy chọn uncompressed, tức là không nén, hoặc là chọn chế độ compressed, tức là có nén. Thì nếu anh em nào thích ảnh chất lượng cao hay các thứ vân vân ấy, thì anh em có thể để uncompressed này. Thì nó sẽ giữ lại tất cả những gì tốt nhất, nhưng mà đổi lại là cái dung lượng ảnh của anh em sẽ là vô cùng to, rất là lớn luôn, chế độ ảnh rất là to. Chúng ta có một tính năng nữa là film simulation. Thì mình nghĩ rằng đây chính là cái tính năng rất hay và vô cùng tuyệt vời ở trên trên máy ảnh Fuji. Nó cho phép chúng ta có thể tùy chỉnh rất là nhiều các cái chế độ màu sắc khác nhau được cài đặt sẵn từ nhà sản xuất ở đây. Và chúng ta có rất nhiều. Và thực sự rằng từ cảm nhận và đánh giá của mình thực tế khi mình chụp những cái bức ảnh hay là quay những cái video từ máy Fuji, chẳng từ XT4 này chẳng hạn, thì mình hầu như là để mặc định những cái preset này thôi, mình chọn thôi. Thực sự nó rất là, cái màu của nó rất là, cái gì đấy rất là lạ, rất là đặc biệt.
và nó rất là ưa mắt luôn ấy. Thực sự mình đánh giá là rất cao cái chất lượng của những cái preset có sẵn ở trong chiếc Fuji nói chung và XT4 nói riêng, để cho những người nào dù chỉ là người mới sử dụng thôi nhưng chụp lên nó vẫn rất là đẹp, rất là ảo luôn ấy. Chúng ta có thêm những cái như là grain effect này, tức là anh em có thể thêm luôn cái hiện hạt noi, tức là để anh em giả lập cái phim nhựa ấy, chế độ chụp ảnh máy phim cái thứ, áp thẳng ở trong đây luôn. Đây có áp mạnh vừa, hạt to nhỏ đủ hết, rất là tiện luôn. Nếu anh em nào mà mới dùng mà muốn ảnh đẹp hoàn toàn, Fuji có thể mang đến cho chúng ta những cái điều đấy. Đây có các chế độ color chrome vân vân, rất là nhiều thứ. Thì ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến white balance thôi. Thì cái chế độ white balance thì chúng ta sẽ có white balance auto này, hoặc chế độ auto thường này, đấy, hoặc white balance ambient này, rất là nhiều các chế độ. Thì thông thường anh em nên để mặc định luôn ở đây là white priority đấy, để sẵn chế độ ấy thôi, mặc định luôn đấy, chúng ta không tinh chỉnh một cái gì cả. Dynamic range ở đây thì mình sẽ để là auto đấy, cũng để auto thôi, không cần chỉnh đấy. Còn đâu thì anh em sẽ có một số cái tùy chỉnh khác ở đây, như là tùy chỉnh color đậm hơn, hay tùy chỉnh nét hơn, hay tùy chỉnh các thứ vân vân, thì đều được trang bị sẵn ở trong cái phần menu này của chiếc XT4 đấy, đầy đủ hết đấy. Ngoài ra thì anh em có thể có thêm những cái chế độ lấy nét ở đây, thì chúng ta ở AF, MF thì chúng ta sẽ có chế độ focus area. Đây là đấy, tinh chỉnh các cái điểm nét của anh em có thể chỉnh bằng cái joystick này cũng được đấy. Không thì anh em có thể chỉnh lại các cái chế độ nét ở đây. Thì anh em thấy ở đây trên máy mình đã để MF này đấy, thì anh em có thể chỉnh lại ở khu vực này, đây chỉnh lại ngoài này đấy, anh em chỉnh lại ngoài này đấy, vặn nó lên này, nó continuous này và theo shorting này đấy, thì mình sẽ để continuous này hạn đấy, thì nó sẽ bật cái tính năng này lên ở phía trong máy lên cho anh em đấy. Chúng ta có thể bật on off cái chế độ đấy. Chúng ta cũng có chế độ MF acid, tức là chế độ hỗ trợ việc chúng ta lấy nét bằng trên những ống kính mà nó không hỗ trợ lấy nét tự động, hoặc là chúng ta muốn lấy nét tay thì Fuji có hỗ trợ chúng ta. Thì cái tính năng này nó đã xuất hiện trên hầu hết các cái máy ảnh bây giờ rồi, hỗ trợ lấy nét cho những công việc gọi là bằng tay. Đây chúng ta cũng có focus check đây, cái tính năng tự động check focus này đấy, lock focus này đấy, và hoàn toàn chúng ta có những cái chế độ tự động lấy nét khi là quay video vân vân đấy. Ở đây có đủ hết, không thiếu một cái gì cả đấy. Ngoài ra chúng ta cũng có một cái tính năng là anh em chỉ cần chạm lên trên màn hình ở trên đây thôi là nó tự động lấy nét cho anh em. Còn đâu thì chúng ta sẽ có một số cái chế độ khác ở trong phần sorting ở đây đấy, như là cài đặt các thứ rất là nhiều, thì anh em có thể đọc ở trong sách hướng dẫn, thì mình sẽ chỉ nói qua ở trong video này thôi cho nên anh em những cái tính năng chính mà anh em cần quan tâm. Đây chúng ta có chế độ flash đây đấy, thì cái flash này anh em chỉ cần lock flash vào chụp thôi, nó sẽ tự động nhận cho anh em đấy. Còn đâu thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cho anh em cái chế độ quay phim, là chế độ mà rất nhiều anh em quan tâm ở trên chiếc Fuji XT4 này đấy. Mình gạt cần để sang chế độ quay phim. Thì ở đây cái menu quay phim thì nó sẽ hơi khác một chút so với cái giao diện menu chụp ảnh. Thì anh em sẽ có đây là chế độ Movie Mode. Chúng ta có rất nhiều tùy chọn chế độ quay video ở trên chiếc XT4. Chúng ta có 4K, có FHD, có DCI, có vân vân. Và đặc biệt thực ra theo mình quan điểm thì cái quan trọng nhất chiếc XT4 này đó là chúng ta đã có chiếc 4K 16:9 và có 59.94 frame ở đây. Slow motion rất tuyệt vời, rất quan trọng, và đây là điều mà gây ấn tượng rất mạnh trong cái giới làm video, đặc biệt là đối với chiếc Fuji này, khi mà hầu hết những chiếc máy khác đối thủ trên thị trường đều chưa có cái tính năng 60 này. Và chúng ta cũng có bitrate là 100MB luôn, hoàn toàn 100MB chất lượng cao nhé. Ở mục file format này thì anh em sẽ có 3 cái tùy chọn là MP4 này, H265 và H264. Thì thông thường thì anh em nên để ở chế độ H265 hay EVC. Và trong cái chế độ H265 hay EVC này thì nó sẽ cho anh em chất lượng video và chất lượng ảnh cao nhất có thể theo máy. Và nó hỗ trợ 420 10bit và hỗ trợ 422 10bit. Thì cái tính năng 10bit ấy, 10bit màu ấy, ở trên chiếc XT4 này thì nhiều anh em sẽ có thắc mắc là thế 10bit, 420 và 422 khác nhau như thế nào. Thì 422 nó giữ lại nhiều màu sắc hơn so với việc gọi là 420. Tuy nhiên thì để sử dụng 422 thì anh em vẫn phải output qua HDMI và đi vào một bộ ghi như là Automode Ninja chẳng hạn, hay vân vân. Đấy thì mới có thể sử dụng được cái tính năng 422 10bit. Còn thông thường mặc định thì chúng ta sẽ chỉ có 420 10bit khi sử dụng thẻ SD mà thôi. Đấy, nhưng mà thế là ngon rồi. 420 10bit là mình thấy rất tuyệt vời rồi. Hầu như là hiện nay thì ngoại trừ nếu mình không nhầm có chiếc Canon R phải, thì có cái đấy. Đâu thì các hãng khác cũng chưa có cái đấy, nếu trong cùng phân khúc và cùng tầm tiền với chiếc XT4 này. Đây chúng ta cũng có một số các tính năng khác ở đây. Đấy, để anh em tùy chỉnh như là F-Lock này, rồi các thứ chúng ta đều có đầy đủ. Và chúng ta cũng có HLG nhé, ở trên cái này luôn, có HLG.
Đấy, thì anh em có thể tùy chỉnh ở trong khu vực này. Đấy, có thể tùy chỉnh đầy đủ ở đây, ở phần F-Lock. Đấy, các thứ. Ngoài ra thì sẽ có tính năng nữa mà mình sẽ lưu ý ở đây cho anh em, đó là chúng ta sẽ có tính năng IBIS, IBIS hay là gọi là tính năng chống rung ở trên cái body của chiếc XT4 này. Đấy, thì anh em có thể thấy cái khả năng chống rung của chiếc máy này ở trên cái video đánh giá của mình rồi. Đấy, anh em có thể thấy rồi. Đấy, ở đây thì anh em có 3 tùy chọn và tắt nó đi. Đấy. Rồi. Còn đâu thì ở đây chúng ta cũng sẽ chỉ cần quan tâm đến một số cái tính năng khác thôi. Như là ở đây anh em sẽ có vài ba lần này thì cái này y hệt như là ở bên máy ảnh. Tính năng FMF này thì cũng vậy. Ngoài ra thì chúng ta có một cái tính năng, đó là chúng ta hoàn toàn có thể bật face detection, tức là tự động theo dõi mắt của đối tượng ngay cả khi quay một cách thoải mái và hoàn toàn tự động luôn. Đấy, có thể bật lên ở đây. Đấy, bật hết lên ở đây. Đây là nơi mà tùy chỉnh những cái tính năng lấy nét. Còn đâu anh em cũng sẽ có tính năng audio setting. Tức là trong cái audio setting này thì chúng ta sẽ có cái tùy chỉnh độ to của mic này, trong này, độ to của mic ngoài này. Đấy, mic jack setting vân vân, lọc gió, đấy, hay là low cut filter, tức là hạn chế những cái tiếng nhỏ. Đấy, đều có ở đây hết, tương đối đầy đủ. Đấy, thì đấy là những cái gì cơ bản nhất về giao diện sử dụng cũng như là về menu ở trên chiếc Fuji XT4. Thì hy vọng là thông qua video này thì anh em lại nắm bắt được cái cách cơ bản để có thể hiểu được những cái tính năng ở trên chiếc Fuji XT4 này. Thì nếu anh em thấy video này hữu ích thì anh em đừng quên nhấn like, nhấn subscribe, nhấn vào chuông thông báo để theo dõi video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong video lần sau.